Hà Tĩnh là một tỉnh ở dải đất miền Trung, nằm trong vùng du lịch Bắc Trung Bộ, phía Bắc giáp Nghệ An, phía Nam giáp Quảng Bình, phía Tây giáp Lào, phía Đông giáp Biển Đông với bờ biển dài 137 km. Địa hình đa dạng, có đủ các vùng đồi núi, trung du, đồng bằng và biển. Đồng bằng có diện tích nhỏ bị chia cắt bởi các dãy núi và sông suối. Hà Tĩnh có tới 14 con sông lớn nhỏ và nhiều hồ nước. Là tỉnh nằm trong khu vực nhiệt đới, gió mùa nóng ẩm, mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình năm là 23,7 độ C. Hà Tĩnh được cắt ra từ tỉnh Nghệ Tĩnh trước đây bao gồm cả Nghệ An. Hà Tĩnh và Nghệ An đều sử dụng chung ngôn ngữ địa phương, sự gắn bó, đoàn kết giữa người dân hai tỉnh rất tốt. Diện tích 6.055,6 km², diện tích Hà Tĩnh chỉ bằng 1/3 diện tích tỉnh Nghệ An. Văn hóa con người Hà Tĩnh. Hà Tĩnh nổi tiếng về văn vật Hồng Lam với các di chỉ khảo cổ Rú Dầu, Rú Rơm, đồ sắt Vân Tràng, Minh Long, đồ đồng Đức Lâm, đồ gốm Cẩm Trang, đồ mộc Thái Yên, lụa Hạ, vải Hồ. Dãy Hoành Sơn còn lưu giữ lung cổ đắp ghép từ thế kỷ thứ tư. Với gần 137 km bờ biển, Hà Tĩnh còn sở hữu nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng như Xuân Thành, Xuân Hải, Thạch Hải, Thiên Cầm, Kỳ Ninh, Bèo Con. Hà Tĩnh là tỉnh có dân số chủ yếu là người Việt, Kinh, chiếm tới 99% dân số. Các dân tộc Thái, Mường, Chức, Lào chỉ có vài trăm hoặc vài chục, thường sống xen ghép tại một số xã thuộc huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang. Cũng giống Nghệ An, Hà Tĩnh có truyền thống hiếu học, là nơi sản sinh ra nhiều danh nhân, nhà yêu nước nổi tiếng tiêu biểu như danh y Hải Thượng Lan Ông, đại thi hào Nguyễn Du Trần Phú, Hà Huy Thẩm, Nô Đức Kế, Huy Cận. Con người Hà Tĩnh nổi tiếng với truyền thống yêu nước, đóng góp nhiều vào công cuộc đấu tranh giữ nước của dân tộc. Hà Tĩnh nơi có ngã ba Đồng Lộc nổi tiếng vì sự hy sinh gan dạ của 10 cô gái thanh niên xung phong. Đây cũng là cái nôi văn hóa dân gian, sản sinh ra làn điệu dân ca ví, dạm đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự giao hòa, đan xen giữa văn hóa dân gian và văn hóa bác học làm cho môi trường văn hóa, giá trị nhân văn của Hà Tĩnh có sức thu hút du lịch rất lớn. Ẩm thực Hà Tĩnh. Các đặc sản, ẩm thực địa phương ở Hà Tĩnh như hải sản, bánh cu đơ, nước mít Hương Sơn, vỏ bánh giam, bánh mứt giam, bưởi Phúc Trạch, bánh đa Việt Xuyên, hồng yên du, mật ong rừng Vũ Quang, chè, hến sông La, mật mía Thọ Điền, nấm tràng Kỳ Anh, bánh mèo, mang, bánh ong Hương Sơn, mực nhảy Vũng Áng, cá trích nướng, nước mắm, bánh đa kê Nghi Xuân, nham chuối, bún bò đỏ chai, bánh đa chợ cầu, dê núi Hương Sơn, bánh đa nem Thạch Hưng, bún phương dai, cháo canh, hồng đông lộ, rượu nếp Can Lộc, Cam Bù, Hương Sơn, moi Hà Tĩnh, lặc, bánh lá phù lưu, quýt Kỳ Thượng, bánh nào, cam khe mây, ruốc rươi cái Nghi Xuân, chám đen Hương Sơn, bánh đúc đỏ chợ gôi, nhung hiệu Hương Sơn, bún tươi Đại Lự, bánh gai Đức Thọ, bánh vo Cẩm Xuyên. Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 sẽ nói chi tiết hơn lịch sử hào hùng và sự hình thành, phát triển tỉnh Hà Tĩnh.